Em bị sợ ngủ một mình á, nên là khi ngủ em không an tâm á. Qua ngủ với em. Qua ngủ với em. Tật xấu nữa của anh là có thể là đôi lúc hơi lười. Lười hả? Không sao. Có những lúc mà có nghĩa là anh bị tụt mút á. Sao lười không muốn làm gì luôn đúng không? Anh không muốn làm em gì, cũng anh bỏ, vậy. Anh bỏ. Có nghĩa là không muốn đi làm, không muốn ăn, không muốn gì ngồi luôn. một chỗ anh Em là coi nằm phim luôn. hay là anh làm một cái gì đó. Em ngủ luôn. Ôi vậy hả? Ủa rồi giờ lỡ hai đứa mình đều vậy rồi sao? Thì căng à. Nếu mà giận nhau thì em hay mặc kệ. Không, em không mặc kệ. Em có quan tâm nhưng mà em không thổ lộ điều đó ra. Có nghĩa là em cay trong lòng, xong rồi em muốn người ta hiểu, xong em xong người ta không hiểu hoài luôn. Này hình như em giống anh. Vậy hả? Vậy rồi làm sao là... hai đứa mình hiểu nhau? Wow. Sao hai đứa mình nan giải vậy ta? Thật là lạ lắm. Xin chào cô. À, xin chào các con. Dạ. Hôm nay đến tham quan với tiệm áo cưới thì đây là những mẫu áo cưới mà cô có thể hướng dẫn cho các con xem qua. Dạ. Thì các con cứ việc tự nhiên xem. Dạ. Bên đây là vải áo cưới, rồi bên kia và dài qua bên kia là có những cái vương miện, những cái bông tai, những cái rồi các con có việc tự nhiên xem đi ạ. Cảm ơn cô ạ. Chút nữa khi mà mình lựa xong thì mình sẽ vô có phòng thử cho hai đứa, thì mình thử cái nào mình vừa ý nhất thì mình sẽ cưới nha. Rồi xin mời hai con có việc đi xem ạ. Cô này xinh quá ha, dễ thương ghê. Anh cũng xinh mà. Cứ việc tự nhiên nha hai con. Anh cảm thấy là cái nào em mặc thì nó cũng, cũng đeo lên tới cổ em. Anh mặc váy thay em đi. Thôi đây, lấy đi. Không, anh thích cái này. Nó cao quá. Hai đứa mình lùn quá sao lấy. Trời, anh không cực nhột nó. Chắc chưa? Nó nặng quá vậy. Ủa, cái này giống nó dính anh vô. Anh lùn quá à. Cái này giống nó dính vô luôn quá vậy. Không phải anh ơi, nó nặng á. Phải không? Nó nặng quá. Bên lên, nó nặng. Bên lên nào. Đi, để em coi. Cái gì vậy? Nè. Đó. Anh không bao giờ mà nghĩ là mình là... sẽ đi vô tiệm áo cưới và ướm thử váy như thế này. Xíu mặt thôi. Cái này là em mà mặc là không, em là mặc nó như vậy nè. Anh cũng vậy mà, anh đâu anh đỡ hơn chứ. Hay là mình nên nhờ cô xinh đẹp bên kia tư vấn được không? Anh thích màu gì? Anh thích màu xanh hả? Anh thích màu xanh. Ủa xanh giống em cái gì? Ồ vậy hả? Sao anh mặc màu tím nè? Anh không thấy túi xách em màu xanh hả? Ờ. Nhưng mà... giới màu xanh nè. Đó, cái đó đó. Có cái này được nhất nè. Ủa? Lẹp dai luôn. Lẹp dai không? Anh chưa bao giờ đi thử áo cưới làm sao anh biết phải chọn cho em cái này? Anh làm như là em đi cưới chồng rồi vậy? Anh xin lỗi. Lỗi của anh. Anh chọn cho em đi. Lấy được không? Được. Đó là em mặc váy cưới anh chọn cho em nha. Cái này là em chọn cho anh rồi đó. Cái gì à? Được chưa? Rồi. Rồi. Okay. Được rồi. Rồi. Mặc cho đúng đi. Vô. Mặc cái gì đúng không? Ừ, thử đi. Anh chắc chưa? Chắc. Anh lẹ mà anh xong nãy giờ anh ngủ được một giấc rồi. Rồi. Anh để sẵn lẩu luôn. Anh sẵn sàng chưa? Nhờ em nè. Look thiệt at luôn me. Không dám nhìn luôn á. Được. Đưa nàng xuống đi. Sao đẹp chưa? Em mặc được luôn á hả? Ủa anh nghĩ sao? Hay quá vậy? Đẹp chưa, đẹp chưa? Nhìn mình với hai đứa trẻ con đi cưới vậy đó. Khi mà kéo cái rèm ra thì thấy Lena thì một cái cảm giác nó khá là lạ, bởi vì là tôi từng theo dõi Lena khá là nhiều ở trên Facebook thì cũng thấy đây là một cô gái rất là xinh xắn, nhưng mà
lúc đầu Ngân cũng có chọc, nhưng mà có nghĩa là nghĩ thiệt, không biết là với cái dáng người nhỏ bé như vậy thì có thể mặc được bộ váy cưới hay không. Thì khi mà mở cái rèm ra, lúc mà cổ còn đứng trên cái bục, lúc đó là Ngân chưa biết nha, thì cảm thấy wow, khá là hợp, có nghĩa là rất là hợp với cổ luôn. Từ trước tới giờ luôn, thực sự là mình nghĩ là cái cảnh này nó sẽ còn xa lắm mình mới được chứng kiến, có nghĩa là mình sẽ chứng kiến với một người thật sự mà trải qua với mình rất là nhiều thăng trầm, mới thấy được cái cảnh mà cùng nhau đi lựa áo cưới và thấy cô ấy thật là đẹp ở trong bộ váy cưới. Nhưng mà ngày hôm nay cái cảnh đó lại xuất hiện với việc mà chỉ gặp nhau mới vài tiếng thôi. Thực sự đây là một cái điều khá là bất ngờ và khá là rất là khó nói đối với Ngân. Cảm giác hay sao? Khó thở. Khó thở hả? Thương không? Thương, thấy tội nghiệp. Tại vì nãy anh cầm thử là anh thấy nó rất là nặng. Nặng lắm. Thật sự luôn, nó rất là nặng. Thấy cảm em xúc phải sẽ nông. Sao xin mà anh cười kỳ vậy? Ý là anh cảm thấy nó xinh rồi, không cần nói nữa. À vậy hả? Cái chuyện đương nhiên, tự nhiên hồi hộp thiệt luôn á. Hồi hộp thiệt hả? Cưới không? Đi mai ra phường. Dễ gì luôn hả? Dễ chứ. Cột mốc số 4, công khai tình yêu. Sau một ngày hẹn hò, hai bạn sẽ gọi FaceTime cho gia đình và bạn bè để công hoặc khai. Bạn bè để công khai và hỏi ý kiến tư vấn. Anh trước đi. Anh hỏi em trước đi. Giờ anh muốn em gọi ai? Em gọi cho ba mẹ em đi. Ủa thiệt hả? Cho nó trước. Rồi mai đi đăng ký luôn không? Thử coi đã. Khoan đã. Gọi đi. Em gọi nhé. Em gọi cho ai vậy? Anh muốn em gọi ai thì em gọi. Thiệt luôn hả? Vậy là gọi cho ba mẹ luôn hay là gọi ba hoặc mẹ? Em đâu biết đâu. Từ từ để em coi. Ai hả? À, mẹ à. Còn đẹp không? Quá đẹp đấy. Đẹp chưa, đẹp chưa? Em đi à, em đi à? Không. Con mắt mày cười mà em đi chứ. Biết có biết. Ơ, mẹ em ấy phải mắt mày cười à? Sao lại đi? Đáng ơn đấy, cho ô cười nế. Thôi sao lại. Mẹ chứ con lấy chồng mẹ còn ok không? Năm nay không lấy được, cuối tuổi không bác. Rồi chúc anh cưới thôi, rồi cưới sau được. Không chúc không làm gì. Thì chị duyệt thôi, ai bắt cưới năm đi mất đó. Năm khác cưới được không? Được. Rồi duyệt. Năm khác. Rồi chứ bà đẹp chồng mẹ duyệt còn được không? Con đường nghệ thuật mà lấy chồng sớm thì con sẽ cắt ngang đó rồi hết làm gì hết. Thì chị đăng ký kết hôn thôi rồi cưới sau. Không biết, nhưng mà nếu như con đi theo con đường đó mà con lấy chồng sớm coi như là chấm dứt con đường. Thì rồi thì lấy một bạn cũng làm nghệ thuật luôn. Làm nghệ thuật thì hai đứa là một thời gian rồi chán nhau rồi chấm nhau. Trong mẹ tiêu cực rồi mẹ. Nói cho vui rồi chứ, cái đó con quyền con chọn mẹ làm sao biết. Rồi hạnh phúc của con mẹ có đồng ý không? Hạnh phúc của con chọn thì mẹ đồng ý đó. Mình đang bèo, hạnh phúc con chọn mẹ đang biết tình huống đồng ý. Rồi mẹ gặp chồng con không? Chưa đây. Dạ con chào cô. Ok. Mẹ anh hỏi bạn tí chị à? Bạn tí chị là con hỏi thôi. Ngoài cái là cái giá cạnh hoặc là cái tính tin thì con tự tìm hiểu mẹ sao vậy chưa? Rồi mẹ đồng ý cho con cưới bạn hả? Mẹ không phải đồng ý không, nhưng mà cái nhất năm nay không cưới được. Thì năm sau cưới. Năm sau cưới. Mẹ đẹp đối không? Đẹp với con nhau con quyết. Mẹ anh có tiếng nói gì rồi. Thì tình yêu mẹ thấy bao giờ có từ chọn, có từ quyết cho mẹ không? Không, con quyết rồi. Mẹ phải có đi chọn vài cưới với bạn đấy à? Chụp bộ hình thôi rồi sang năm mới cưới. Tôi lầy. Mẹ. Bạn làm ca sĩ đó. Ca sĩ đó. Ca sĩ. Cá sĩ nổi tiếng đó. Tốt. Cái thứ nhất, cái thứ hai là 5 tuổi là chưa đủ rồi. Thì năm sau cưới, mệt rồi, họ yêu nhau thật lòng rồi chứ nữa. Năm sau cưới thì năm sau bầu cáo, có chứ đâu mà. Thì duyệt mẹ trước rồi đó về nhà thăm ba mẹ. Ba mẹ thăm ba mẹ thì phải chọn cho kỳ, cứ đứng đưa về là không yêu là mẹ không. Yêu má. Mẹ, yêu nghe. Yêu mà. Bởi vì quyết định cưới là cả một vấn đề. Nhưng mà chọn cho kỳ, tìm hiểu cho kỳ. Rồi, cho mẹ đi. Bye bye.
Dạ, con chào. Tốt nha, sống như tốt nha. Dạ, con cảm ơn. Em tưởng thiệt rồi sao vậy? Nhưng mà cấp độ của em chưa có đủ đô so với anh đâu. Anh gọi ai? Anh không gọi luôn. Ủa là sao? Tới đây trực tiếp luôn. Ủa cái gì vậy? Sợ không? Có không? Có. Ai? Má ơi. Má ơi. Ơi. Ủa? Sao cô thấy bộ này được nè, con thấy làm sao? Ừ, cái này là mình biết nhau rồi, còn cô gì nữa. À, khi biết được con trai tham gia chương trình 24 giờ thử yêu thì thật sự thì cái tâm trạng của cô lúc này thì nói chung là nó lẫn lộn, có gì đó nó bất ngờ, nhưng mà thật sự thì trong lòng rất là vui. Bởi vì thật sự thì con trai mình cũng đã 20 mấy tuổi rồi, thì cũng đã đến cái tuổi gọi là dựng vợ gả chồng. Nhưng mà thật sự thì cái công việc của Thái Ngân thì là nghệ sĩ thì lập gia đình rất là trễ. Mà chính bản thân cô thì cũng muốn là con trai nó có một cái gì đó vững chãi trong cuộc sống của mình, để khi mà nó lập gia đình đó, thì có thể tự lo được cho bản thân cũng như là cái gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng mà còn bây giờ thì tự má đóng giả nhân viên gì luôn. Ok, lâu lâu bắt cóc bà má. Này là chương trình thử cho nên là làm giống như thiệt. Nhưng mà nếu mà thiệt chung... thì má làm sao? Thì cũng đâu có biết đâu, thì tùy theo... Thôi chứ má có bao giờ can thiệp vào cái chuyện này cũng... Ừ, đúng rồi. Tin tưởng quyết định, đúng không? Quyền quyết định vẫn là con trai thôi. Má chỉ là một nhà tư vấn thôi thì được. À, nhưng mà tư vấn thì được nha. À. Có nhau cô. Cô mà. Này chứ mang ngôi bệnh kia mà có mệt khẩn. Không. À, cô là con. Mẹ của anh Ngân hả cô? Đúng rồi. Trời ơi, gì mà con tưởng cô ở đây, hèn chi con thấy anh khen cô xinh từ nãy tới giờ. Chứ không thấy xinh à? Biết rồi, nhưng em tưởng anh treo. Ai ngờ mẹ. Cô chào con. Dạ. Cô chưa biết tên con. Dạ, con tên là Lena. Lena là dạ. Tên... tên khai sinh của con. Tên khai sinh luôn á. Dạ, Lê Văn Nga. Mà cô cũng muốn biết là hiện giờ là con làm gì và con quê quán ở đâu, là con đang ở đâu. Dạ, hiện tại là con đang sống trong Sài Gòn. Con mới chuyển vô đây có 1 tháng à. Còn trước đó thì con là người Quảng Trị. Ba mẹ con đang ở Quảng Trị. Xong rồi con ra Hà Nội, con sống được 6 năm, con sống một mình. Xong rồi con muốn đổi môi trường sống với con vô đây. Dạ. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nghề chính của con là nghề gì? Dạ, con làm ca sĩ đó, giống như mẹ. Cũng là ca sĩ luôn. Dạ. Ô thì ca sĩ với ca sĩ thì... Nhờ về ca với nhau. Cái này giống như là nghèo thì cùng nghèo, mà giàu thì cùng giàu. Không, người ta nói mặt con giàu lắm không nghèo được. Tại thường thường ta nói là nếu mà vợ chồng mà hai cái nghề khác nhau á, thì cái nghề này thất bại thì còn nghề kia. Đó. Mà nếu mà hai vợ chồng mà cùng nghề đó, thì nếu mà thất bại thì thất bại một lèo. Mà ta thấy nếu mà giàu thì nó cũng giàu, một lèo luôn. Thì thôi mình nói vui cái này một chút thôi. Còn cái vấn đề mà đi đến hôn nhân á, là người ta nói là cái nết đánh chết cái đẹp. Dạ đúng rồi. Nhưng mà con trai có đồng ý với má Mi cái quan niệm này không? Hay sao? Dạ. Hay là vợ phải đẹp? Má nói gì cũng đúng. Má không bao giờ nói gì sai trong cuộc đời con. Qua cái chương trình này thì mình coi như đây là một cái cơ hội để mình tìm hiểu thôi. Dạ. Nếu mà có thể đi đến với nhau được thì cũng tốt. Ha? Còn nếu như cảm thấy là mình có cái gì đó nó không thể hợp nhau trong một thời gian mình tìm hiểu đó, thì có thể mình xem nha, như là một đôi bạn cũng vẫn tốt nữa. Dạ, dạ. Cho nên là mong rằng cô có một lời chúc gửi đến cho con trai cũng như là con gái đây thì nói chung là cố gắng tìm hiểu để rồi mình có một cái gì đó đưa ra một cái quyết định cho nó đúng đắn. Dạ, con cảm ơn. Khi mà em thấy mẹ của anh Ngân đến đây thì em rất là bất ngờ. Lúc đầu em cứ tưởng cô là
chủ quán ở đây là nhân viên tư vấn hay là sao, hay là gì đó. Nhưng mà ai ngờ cô giới thiệu là mẹ của anh Ngân thì em rất là bất ngờ, vì cảm giác như là lúc đầu em với anh Ngân rất là nhây cùng nhau á, em không nghĩ là có phụ huynh. Cho nên là lúc mà cô tới đây rồi cô ngồi cô nói chuyện với hai đứa thì cảm giác rất là căng thẳng, như là kiểu như là đi gặp mẹ chồng thứ thiệt luôn á, ngại lắm. Nên là kiểu lúc đó là muốn có một cái lỗ để chui xuống luôn á, nhưng mà không có cái lỗ nào hết, cho nên là phải gồng mình hết sức để nói chuyện với cô. Em có một ấn tượng rất là tốt với cô, tại vì vừa đầu vô là em thấy cô xinh, rồi thấy nói chuyện, rồi nói chuyện với hai đứa như là kiểu hai đứa sắp cưới nhau tới nơi rồi đó, là thấy vui á. Theo như cô thấy thì cái nhìn đầu tiên khi mà gặp cô bé mà đi với lại con trai mình á, thì cô thấy thì nhìn ở bên ngoài thì thấy cũng dễ nhìn, cũng rất là dễ thương. Thấy cô bé cũng tính cách cũng là vui, vui vẻ. Hai đứa thì cũng rất là dễ thương. Con trai là mặc bộ đồ vest làm chú rể. Còn cô gái thì mặc một cái bộ sơ rê, hình ảnh một cô dâu. Thì tâm lý một người mẹ thì lúc nào cô cũng rất là mong chờ cái sẽ có được một cái ngày nó hiện thực đó, mình cũng mong chờ cái ngày đó. Trước khi ra phường có gì trăn trối không? Thôi bây giờ trăn trối thì trăn trối mình nói thử những cái gì mà mình cảm xấu thấy xí hả? Xấu xí của mình, thử coi mình có dễ trăn trối với nhau hay không. Rồi. Cái đầu tiên của anh sẽ là hơi cọc tính. Vậy hả? Em có. À, em thì không cọc, em hiền lắm. Em không, em hiền thiệt mà. Em không, là em là một người rất là nhẫn nhịn, nhưng mà đến khi nhịn không nổi nữa thì thôi. Thì thôi. Ủa, là em lặng luôn. Khi mà không muốn nói nữa là em lặng luôn. Anh thì có nghĩa là cái gì mà nó đơn giản mà anh nói mà hai ba lần mà không hiểu là tự nhiên anh tự bắt đầu lớn tiếng. Vậy mặc hả? Dù là anh không cố tình, anh thì cũng đang cố gắng khắc phục. Không sao đâu. Đây em. Em hả? Điểm xấu của em chắc là không có quá hoàn hảo nữa nha. Không rồi, bây giờ nghiêm túc thì tật xấu của em là ngủ em hay ngáy với nói chuyện mà. Hả? Em ngáy? Sao em nói chuyện nữa? À, là mớ đó đúng không? Em không hiểu vì sao luôn, kiểu như là ngáy thì thỉnh thoảng thôi, hoặc là nhiều khi vui vui cái ngáy cho vui, chứ còn nói chuyện là nhiều khi đang ngủ xong nói một cái gì đó. Ơ, anh ơi, đừng kiểu vậy. Không ạ. Đừng dừng lại. Không. Bắt nó lại. Có nghĩa là em bị sợ ngủ một mình á. Nên là khi ngủ em không an tâm á. Qua ngủ với em. Qua ngủ với em. Tật xấu nữa của anh là có thể là đôi lúc hơi lười. Lười hả? Không sao. Có những lúc mà có nghĩa là anh bị tụt bút á. Sao lười, không muốn làm gì luôn không? Anh không muốn làm em gì, cũng anh vậy. Bỏ, anh bỏ. Có nghĩa là không muốn đi làm, không muốn ăn, không muốn gì ngồi luôn. Chỗ anh em là nằm luôn. Hay là anh làm một cái gì đó. Em ngủ luôn. Ồ vậy hả? Ủa rồi giờ lỡ hai đứa mình đều vậy rồi sao? Thì căng à. Nếu mà giận nhau thì em hay mặc kệ. Không, em không mặc kệ. Em có quan tâm nhưng mà em không thổ lộ điều đó ra. Có nghĩa là em cay trong lòng, xong rồi em muốn người ta hiểu, xong em xong người ta không hiểu hoài luôn. Này hình như em giống anh á. Vậy hả? Vậy rồi làm sao hai đứa mình hiểu nhau? Wow. Sao hai đứa mình nan giải vậy ta? Mẹ nói thiệt nha, em với anh là giống như kiểu hai đứa mình trùng nhau, có mấy cái rất là giống nhau nhưng mà nó khác giới thôi á. Ok, bây giờ mình tới cột mốc tiếp theo. Rồi. Lên kế hoạch kết hôn. Wow. Nhưng không, hai bạn sẽ cùng nhau chụp một bộ ảnh cưới. Thật là lãng mạn. Chắc mình bút vé đi Phú Quốc chứ hả? Đi thôi, đi Paris nước ngoài luôn đi. Thôi giờ đang dịch lắm. Thôi tại chỗ đi. Ok, chụp hình. Lỡ okay. Mặc đồ rồi phải chụp thôi. Chụp hình thôi. Đi. Thank you.
lúc mà Lena và Thái Ngân chụp hình cưới với nhau thì thực sự là hai đứa rất là đơ. Tại vì đây là lần đầu tiên mà cả hai đứa đều mặc đồ cưới rồi chụp những cái bộ hình mà nói chung là chưa bao giờ mà có thể trải qua, chưa bao giờ thử hết á. Nên là cảm thấy rất là lạ lẫm, có một cảm giác gì đó rất là hồi hộp, rất là sốt sang trong lòng luôn. Cảm giác của Ngân lúc đó là khá là ngại ngùng. Khá là ngại ngùng bởi vì chụp hình đơn cũng khá là quen với ống kính rồi, hoặc là chụp hình đôi cũng đã từng rồi. Nhưng mà lần này nó thật sự rất là khác, cảm thấy rất là bị đơ luôn. Có nghĩa là nếu mà áo cưới thì mình phải làm gì ta, mình phải tạo dáng như thế nào, mình phải cười sao, có cần quá lố hay nhí nhảnh hay là nghiêm túc quá hay không, thì Ngân lúc đó Ngân rất là rối. Nhiều khi hai đứa nhìn vô mắt nhau hoặc là sát sát với nhau thì cảm thấy rất là sao ta, như là có một cái lóe lên một tia lửa. Khi mà thấy người bạn của mình khá là nhí nhảnh thì Ngân cũng phần nào cởi bỏ được một chút gọi là lo lắng, áp lực một chút xíu và cũng cười thật là tươi. Cuối cùng thì Lena đã cướp đi lần đầu tiên của Phạm Đình Thái Ngân rồi. Rồi, cũng mốc số 6 rồi. Mốc 6, mức độ hiểu ý. Hai bạn sẽ cùng nhau trả lời những câu hỏi của chương trình. Rồi. Ok. Ai bóc trước? Quán thứ gì? 1, 2, 3. Rồi. Thắng bóc trước. Vậy hả? Sợ quá vậy. Rồi. Bạn thích đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Ở đâu à? Cái này mà đố giống nhau được luôn á. Vậy hả? Ừ. Đã vậy rồi còn mới gặp nhau nữa. Rồi xong rồi. Rồi. 1, 2, 3. Em làm cái gì vậy? Nước ngoài lên rừng á, chọn xem chung chung quá vậy. Sao lại là lên rừng? À, em có hai option, một là đi nước ngoài, còn nếu ở Việt Nam thì lên trên rừng cho mát, chứ em sợ nóng. À, ý là kiểu rừng như Đà Lạt được. À, đúng rồi, đúng rồi. Anh thì thích rất. Đó, cũng nước ngoài rồi nè. Anh rất là thích Thụy Sĩ. À, vậy hả? Vậy cũng giống nhau chứ bộ. Ừ, coi như là hợp thì nước không? Ngoài đi. Rồi. Ok, tới anh bóc nè. Dự định bao nhiêu tuổi sẽ kết hôn? Khó quá ta. Sao bên phía chồng em viết dài quá vậy? Được chưa? Rồi, 1, 2, 3. Khi nào đủ tiền? Vài năm nữa. Khi nào đủ tiền tự làm đám cưới thì sẽ cưới. Cái lý do vài năm nữa là tại vì bây giờ đâu có tiền đâu thì nó cũng... đúng rồi. Nó cũng hợp nhau mà đúng không? Rồi, tiếp cái nữa. Rồi, coi. Dự định mời bao nhiêu khách mời trong lễ cưới? Ok. Không biết bao nhiêu người hết trơn. Ghi ra một cái dòng chữ được không? Rồi, ok. Ủa, anh làm to vậy luôn hả? Ít lắm, bạn bè thân thiết với họ hàng thôi. Anh thì nếu mà kín đáo thì khoảng 100 người đổ lại. Còn hoành tá tràng thì 5 ngàn. Rồi tiền đâu nuôi con? Thì bởi vậy mới cần vài chục tỷ. Trời đúng hả? Thôi coi như giống cái kín đáo, kín đáo là ít lắm đó. Rồi ok, vậy đi. Ít lắm rồi đó, 100 người là em thấy ít lắm rồi đó. Mình bạn thích nằm giường ngủ bao nhiêu mét? Trời, ghê vậy? Vậy cũng được nữa hả? Phải có chiều ngang, chiều dọc đó chứ. Không, thì mét 8 lúc nào cái kiều kia cũng 2 mét đúng hết. Rồi, đúng rồi. Lúc nào cũng 2 mét hết. Ghê. Tại vì em quan niệm là em lùn lắm, em không có nhất thiết phải mua cái giường to. Không, anh cũng ý là nó nhỏ nhỏ thôi cho gần gũi. Rồi. Anh còn tính mét rưỡi chứ, nhưng mà thôi. Nếu người yêu muốn sống thử trước khi kết hôn, bạn cảm thấy như thế nào? Ai cần cảm xúc? Ai cần cảm xúc mà? 2 3 Ừ, okay. Có hả? Anh nghĩ là cái việc sống thử này nó có nhiều cái mức độ khác nhau. Ừ. Và với anh thì anh suy nghĩ này là một cái mức độ bình thường, có nghĩa là mình thân thiết hơn bình thường một tí xíu. Rồi hiểu, ở mình... cùng với nhau. Cái mà anh đắn đo nhất ở trong cái việc này đó chính là anh lo sợ về cái lỡ có chuyện gì xảy ra đối với người bạn gái, có nghĩa là anh nghĩ cho người bạn gái hơn là bản thân anh. Rồi, bạn cảm thấy thế nào về tình một đêm? Yêu thích nè, không thích hoặc là thích. Trời. Nhưng mà 50-50 thì chương sao? Chương trình thấy khó thử. Giờ đưa like cũng chết, đưa tim cũng chết nè. Đúng rồi. 2-3. Ủa sao em 2 cái? Không phải, tại vì em không có chê trách về cái điều này. Có nghĩa là trong chuyện tình cảm á, không nên quá tiêu cực về nó. Anh cũng cảm thấy là
tại vì cái câu tình một đêm nó cũng hơi tế nhị và nó có khá là nhiều nghĩa. Ví dụ cả hai bên đều cùng đồng ý thì đều có thể ok, dám làm dám chịu, đúng rồi, kiểu như vậy cũng được quá ha. Nãy giờ thấy học nhau quá trời nè. Đi lên phường. Dạ. Gần một ngày đi với nhau thì hiểu nhau hơn. Buổi sáng thì còn e dè và có những cái câu nói và cũng như là những cái câu hỏi để mà thăm dò nhau. Thì cho tới gần cuối ngày thì cảm thấy có phần nào, có đôi chút phần nào hiểu nhau hơn, và cũng như là đối với Ngân thì cũng có hơi đôi chút rung động với Lena. Có nghĩa là Ngân bị dễ bị thu hút bởi những người con gái mà có cá tính một tí xíu. Nói chung là sau ngày hôm nay thì Ngân sẽ thử cho mình được một cái gì đó để tìm hiểu Lena nhiều hơn, để hiểu rõ người bạn này hơn. Thấy hai đứa có vẻ nói chuyện với nhau khá là vui, cũng hợp nhau trong đến chuyện âm nhạc, giọng hát cũng khá là hợp nhau nè, rồi trả lời những câu hỏi thì cũng hợp nhau, đứng về ngoại hình thì cũng xem cũng không có bị chênh lệch lắm. Nói chuyện thì anh Ngân cũng rất là vui tính nữa, cho nên em nghĩ là nếu như mà có cơ hội tỏ tình thì em nghĩ là tại sao không cho một cơ hội. Nó chỉ là một cái quyết định của mình thôi, còn thực sự hợp nhau hay không thì sẽ còn thời gian nữa. Cô cũng hiểu được cái tính cách của Thái Ngân á, thì Thái Ngân thì ít nói, một người sống gọi là sâu sắc nội tâm, và nhất là khi mà quyết định một cái chuyện gì quan trọng cho cuộc đời mình á, ngay cả sự nghiệp cũng vậy, thì rất là kỹ, không có vội vàng. Cho nên theo như cô nghĩ thì cái cuộc gặp gỡ này thì chắc có lẽ là con trai cô nó sẽ đưa ra một cái quyết định, chắc là sẽ có thời gian tìm hiểu, thì cô nghĩ là như vậy. Mình đang thử hẹn hò mà đúng không? Nắm tay là cũng là bình thường đúng không? Rung quá hả? Lạ em quá. Rung quá à. Cảm ơn em vì đã dành thời gian một ngày quý báu của mình để cùng trải nghiệm những cái khá là điên khùng. Với anh hả? Đối với anh là nó thật sự là anh không tưởng tượng là sẽ như vậy. Em cũng vậy, em cũng không biết có cái tiết mục vậy luôn đó. Anh rất là vui vì ngày hôm nay được biết em. Có nghĩa là giống như là anh đã từng nói với em là anh
Nhìn em qua hình thì anh nghĩ đây là một cô gái trai gốc và sẽ là khó gần chẳng hạn, có nghĩa là hơi một cái gì đó cá tính mạnh quá hả? Nhưng mà khi mà tiếp xúc với em ngày hôm nay, ngay khi mà em ngồi xuống em cười với anh và em nói chuyện thì anh cảm thấy những cái gì mà mình nghĩ trong đầu mình nhìn qua cái hình thì nó không có liên quan gì tới anh nghĩ là anh không biết anh cảm giác là em cũng nghĩ với anh như vậy. Thì thực ra là em thì em biết anh lâu rồi, từ bài hát của anh đó. Nhưng mà đâu có dịp gặp nhau đâu đúng không? Nhưng mà hôm nay thì em rất là vui vì em thì nó phải cùng tần số đúng không? Em cũng vui lắm đó. Là sao thì anh nghĩ là mình nên có một happy ending một tí xíu, nên tiếp tục một cái gì đó điên rồ cùng với nhau hả? Anh nghĩ như vậy. Em cho thì thực ra là em thấy anh đó chúng mình cũng vui đó chứ. Thì mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau, miễn là đừng có bận à. Ok. Giá như em biết yêu anh từ đầu, giá như ai hứa yêu ai đậm sâu, giá như hôm ấy em không đợi lâu, giá như anh nói em một câu, biết đâu em đã yêu em từ lâu, biết đâu ai hứa yêu ai dài lâu, biết đâu anh hứa yêu em đậm sâu, biết đâu ngày mai em sẽ không còn sâu. Nếu có vấn vương, thầm mong ngày ta chung đường. Nếu có chúng lo âu, thì xin trời cơn mưa ngâu để gió cuốn đi ngày nắng trôi qua mau. Cuốn đi ngỡ đưa nên câu, vì ai biết đâu nếu